Hello anh em, và trong clip này mình sẽ review cho anh em về thủ môn rất xuất sắc bóng đá thế giới, thủ môn duy nhất giành quả bóng vàng thế giới vào năm 1963, là thủ môn mà có tới 150 lần cản phá thành công penalty. Đó chính là Lech Yashin. Lech Yashin là người có quốc tịch Liên Xô cũ và hiện tại là Nga. Ở mùa thẻ Royal Hero này thì vị trí GK của ông chỉ số chung là 98, chiều cao là 1m89, mức lương là 17, cân nặng là 82 kg, thể hình trung bình chân thuận trái 3 và phải 5. Các chỉ số gốc của anh bao gồm thủ môn đấm bóng, môn đối mặt và danh tiếng là siêu sao. Ở vị trí GK thì Lech Yashin nổi tiếng nhất ở khả năng phản xạ, tiếp đó là khả năng đổ người và chọn vị trí. Ngoài ra các chỉ số như bắt bóng hay là phản ứng cũng rất cao, có khả năng phát bóng tốt. Giờ chúng ta sẽ vào một trận đấu xếp hạng để xem Yashin thể hiện như thế nào. Có lẽ Yasin là thủ môn đặc biệt nhất, người được mệnh danh là nhện đen. Những chú nhện đen thì có 8 chân và khả năng trăng tơ rất là tốt. Yasin cũng như vậy, ông là một thủ môn có khả năng giăng tơ mạng nhện trước khung thành rất tốt, Được những tình rồi, huống cản hãy phá cùng xuất bắt đầu cho sắc. cái trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông Trong chờ đúng 13 không? trận World Cup thì Yashin đã giữ sạch lưới tới 4 trận. Ông đã tham dự tới 4 kỳ World Cup. Và cả cuộc đời ông cống hiến cho câu lạc bộ Dynamo Moscow. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Thierry Henry. Họ không thể sút thấp được sao? Khả năng phát bóng thì Yashin là rất tốt. Ronaldo việt vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa khung thành đối phương. Ồ, Ravi. rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Cristiano Ronaldo. Vào. Khả năng đổ người của Quá tuyệt Yashin vời. là rất nhanh. Một bàn thắng vượt xa giới hạn của Tuy mọi ngôn nhiên từ trong những của tình huống Cristiano cận thành Ronaldo. như vậy thì CR7 luôn là như vậy. Anh ấy là một siêu sao việc bắt luôn biết được cách bóng tỏa là sáng một đúng lúc. điều không hề dễ Tỷ dàng, số đang mở ngay 1-0. cả với những thủ môn của mùa thẻ Icon. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Anh ấy chơi rất tốt. Ronaldo. Raúl González. Pogba. Alexander Golovin. Raúl González. Tình huống lấy bóng của Bonucci. Tăng Trên tốc. sân thì Yasin có thân hình cao to, Anh ấy sẽ truyền lại cho thủ chiều cao môn. là 1m89, rất phù hợp với vị trí thủ môn. Anh ta đã truyền được bóng cho đồng đội của mình. Anh ta đã Bạn bắt được thấy những bóng. pha phản xạ của Yasin là rất nhanh. Vẫn còn nguy hiểm. Một pha cản phá Khả tốt từ thủ năng môn. tóm bóng gọn gàng. Đường truyền của Yashin lên tuyến trên là rất cao, Anh ấy xa đá và cho đội chính bóng. xác. Thierry Henry. Anh ta sử dụng kỹ năng và đây là cú sút. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc.
Hàng phản xạ và bắt bóng cực kỳ tốt của Yasin. Việt vị rồi, Yasin có chắc khả chắn là năng đã có việt chống vị. những Và tình đó huống là một bóng trong những sệt, quyết định dễ dàng nhất đến từ ông bóng trợ lý trọng bổng, tài. Hungry. những cú sút xa hay sút xoáy rất tốt. Mùa thẻ Ryan Người Hero là đang giữ mùa bóng thẻ là nâng cấp Paul Pogba. của ông, là mùa thẻ tốt nhất Một đến thời pha điểm chuyền hiện qua chuyền tại. lại giữa hai cầu thủ. Đó là một cú đánh gót thật tuyệt khi nhìn thấy nó. Pogba. Thực tế Họ ngăn chặn đối là thủ thi ngay đấu ở vị giữa trí sân và thủ đã giành môn, lại nhưng quyền kiểm soát Yasin bóng. hầu như là Thierry cầu Henry. thủ gánh tim của đội. Khả năng Đó thật sự bắt là một pha bóng can tuyệt thiệp rất vời quan của trọng. ông đã giúp cho câu lạc bộ đạt được nhiều thành tích và những chuỗi trận đáng nể. Yasin được biết Alexander đến trên toàn thế giới ở thời điểm ông đang Golovin. còn thi đấu đỉnh cao. Alexander Golovin. Đó là trong Ronaldo. trận đấu giao hữu giữa đội các ngôi sao thế giới mà Yasin chính là người chấn giữ khung thành gặp đội tuyển Anh. Một trận đấu mà Yasin đã đi vào lòng hâm mộ của toàn thế giới. Khi ông có những Và đây pha là cú cản sút. phá xuất thần, Cú đá quá thiếu chính xác. những pha bay lượn và cản phá rất xuất sắc của mình đã chinh phục trái tim người hâm mộ. Và phía sau là thủ môn Raul González. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát Vì bóng. là vị trí thủ môn nhưng Yasin lại có tố chất của một thủ lĩnh. Ông thường lãnh Pha đạo phạt hàng phòng bóng ngự bởi rất tốt. Dalai. Alexander Golovin. Lý Nguyễn. Để nói về Yasin mùa thẻ Ryan Alexander Hero thì đây chắc chắn là Golovin. một thủ môn chất lượng. Có Hiệp thể 2 trận được ví đấu tại von Old như Trafford một xin được phiên bắt bản đầu. của Icon vậy. Phạt bóng rất hay và chắc chắn. Thierry Henry. Henry. Việc vai trò thủ Họ môn đã có chơi tác tuyệt dụng vời hơn nhưng ở chưa rất trong tốt để bản vượt meta qua. mới này, Sút tuyệt vời. đã giúp cho huấn luyện viên dễ xoay sở hơn. Người đội trưởng đã ghi bàn thắng rất đặc biệt. Đó là bàn thắng quan trọng. Cầu Trong thủ một dẫn tình dắt đội huống bóng dứt vào điểm những thời từ điểm quyết xa định và và đánh Van dấu tầm Neven. quan trọng của anh ta. Những Tỷ số tình hiện huống như tại là vậy thì 2-0. dù Yasin đã đổ người rất nhanh rồi, ông Alessandro cũng Del không thể bao Piero. quát được cả cầu môn Ronaldo. là Robel. Cơ hội từ đường chuyền. Khả năng chơi Thierry chân của Henry. Thủ Yasin cũng môn đã rất rất cố tốt. gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Vậy đây là một thủ môn vừa có khả năng Raul González. bắt bóng bằng tay, lại có khả Ồ, họ đã năng mất quyền kiểm sử soát dụng một lần đôi nữa. chân của mình để cản phá bóng rất xuất sắc. Phòng ngự rất tốt. Ở những trận đấu review này tôi sẽ phải chấp nhận để cho hàng tấn công của đối phương tung hoành. Chúng ta cần xem khả năng thi đấu của thủ môn. Chúng ta cần phải cho đội bạn có những cơ hội dứt Thật tuyệt điểm. khi sút. Cristiano Ronaldo. Vào rồi, thật tuyệt vời. Ghi bàn trong bất kỳ môn thể thao nào đều đáng để ăn mừng. Nhưng khi bạn ghi được hai bàn thì đó là một niềm vui đặc biệt. Đó là cú đánh đầu hiểm hóc. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay, trận đấu một chiều. Raul González. Sút đi. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Alexander Golovin. Ronaldo. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Ronaldo. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Pogba. Thierry Henry. Là thủ môn nhưng tốc độ của Yasin cũng tương đối nhanh. Khả năng chuyền bóng bằng hai chân rất tuyệt vời. Alexander Golovin. Và đó sẽ là một cú ném biên. Alessandro Del Piero.
Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Bóng chạm xa. Thầy có thể thấy khả năng bật nhảy và phản xạ của Messi rất tốt. Lý Nguyễn. Thật không may, một siêu phẩm của Harry Kane vào lưới đội nhà. Anh ấy phá bóng chạch hướng và bóng bay vào lưới nhà. Có lẽ anh ấy chỉ muốn ngăn cản siêu phẩm nhanh chóng và tốt nhất, nhưng quả thật tình huống đó là rất vụng về. Rất đẹp mắt. Và huấn luyện viên đội của đội bạn cũng phải xem lại. Anh ta có thể không thể tưởng tượng được là Harry Kane có thể ghi một siêu phẩm như vậy. 3-1 trên bảng tỷ số. Chúng ta sẽ bắt đầu lại trận đấu. Ta một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Cho Led Yashin ở một thẻ luân hero này một điểm tối đa. Đó là 10/10. Arturo Vidal. Một thủ môn mà theo tôi đánh giá là rất tuyệt vời. Chút. Đấy, các bạn thấy những pha phản xạ bay lượn trong không trung của ông rất là nhanh. Bay người rất đẹp mắt của Yashin. Chút. Thủ môn đã bắt được bóng. Sóng gió tạm thời trôi qua. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Ta sẽ tạo cơ hội cho đối phương nguy hiểm. Sút đi. Thủ môn đã cản phá một pha ghi bàn. Yashin đã thực hiện tốt vai trò của mình. Tình huống đánh lạc hướng tiền đạo đối phương. Pogba